bệnh virus cũng không có nhiều nữa, cho nên thường thường là ở ngoài đồng thì mình thấy rất ít, xa xa lâu lâu mình thấy một hai chòm thôi. Vậy thì bà con mình cảm nhận là cái chuyện bệnh gọi là dạng lùn do virus thì mình có thể mình yên ổn hơn, yên tâm hơn. Nhưng cái còn lại là cái vàng, gọi là vàng lá mà trái bìa đấy, gọi là trái bìa lá vi khuẩn, thì cái này mới là cái nguy cơ. Cách phân biệt thì nó bắt đầu từ cái chóp trên này, rồi cái lá nó sẽ vàng hai bên bìa, tức là hai bên mép nó vàng xuống, nhưng mà cái phần gân ở giữa mình thấy vẫn còn xanh, và cái mép thì nó có cái gân sống. Mà con nhìn cái hình bên trên đó, mình thấy rõ ràng là cái phía bên bìa đó là nó vàng, và ở trên nó đi xuống. Và nếu mà bệnh nặng đó thì nó sẽ làm cho nó khô lá luôn, nó trắng bạc, mà con mình gọi là bệnh bạc lá nữa. Thì cái này nó xuất hiện thường thường là lúa từ lúc đồng trổ cho đến lúc mà sao trổ thôi. Thì cái này là bệnh rất nặng và thường ảnh hưởng đến năng suất. Nếu bà con quản lý không tốt thì nó sẽ làm cho lép cả cái bông lúa này. Đó thì trong các bệnh hiện nay thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến bệnh là gì, là trái bìa lá vi khuẩn. Mà Kiên Giang mình có thể nói là hầu hết những cái loại lúa mà có liên quan đến cái những cái giống lúa chất lượng cao đó, lúa thơm đó, là bệnh càng nặng. Cái đó thì bà con mình canh tác cần quan tâm. Như vậy thì ba bệnh chính anh có thể quan tâm, thứ nhất là vàng lá chín sớm, hiện nay không nhiều cũng không lo. Cái vàng lùn cũng vậy, cũng không là mối nguy cơ, nhưng mà chỉ còn lại là bệnh gì, chết lá vi khuẩn. Cái này thì nên quan tâm chính xác nhất, và đặc biệt là cái này cũng vậy, phải xài thuốc đặc trị vi khuẩn mới hết. Cảm ơn những thông tin trao đổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Trả lời câu hỏi Tranh Lập ở An Biên, số điện thoại 0123 274 6037. Lúa đến ngày bón phân đón đồng mà có đầu ôm sau cuốn lá, anh Lập định xịt Chubeca cộng Pasu có được hay không? Và cần cộng thêm gì không? Nên xịt trước hay là sau bón phân? Mời Thạc sĩ Bằng tư vấn cho anh Lập. Xin chào anh Lập. Anh nói là hiện nay cái lúa anh đang bị đầu ôm và sau cuốn lá. Thì sau cuốn lá thì tôi tạm cho nó là mật độ mình đến ngưỡng hành động đi, mình mới phun. Anh hỏi phun cái Chubeca Pasu được không thì tôi xin thưa là không. Chubeca là thuốc chủng ngừa bệnh hại bốn loại bệnh chính như đào ôn, khu vằn, lem lép và trái bìa lá. Trong khi đó Pasu là cái bệnh để trị trái bìa lá, nó chưa có dính líu gì tới cái con sâu cuốn lá hay bệnh đào ôn. Điều tôi khuyến cáo kỹ cho anh chỗ này, Chubeca chúng tôi khuyến cáo là phun chủng ngừa trước khi vết bệnh xuất hiện thì anh phun nó có tác dụng cao nhất. Còn khi vết bệnh xuất hiện rồi thì anh phun nó quản lý được khoảng 50-60%. Đây là thuốc dạng gọi là tiêm chủng phòng ngừa cái vaccine mà để cho anh quản lý cái đối tượng là đầu ôm sau lá thì tôi khuyến cáo anh sử dụng đó là cái Travin đặc trị cái đầu ôm. Thứ hai là cái sau cuốn lá thì anh sử dụng cái Forcan, đây sẽ giúp cho anh cái quản lý tốt cái đầu ôm và không lá. Anh hỏi giai đoạn bón đồng này anh cần phun gì thêm nữa không? Nếu được và anh muốn cho cái lúa anh có năng suất cao và tăng một ít chi phí thì anh sẽ sử dụng cái Lacti trong giai đoạn này. Tại vì Lacti phun giai đoạn này sẽ giúp cho quá trình phân hóa đồng của anh diễn ra tốt hơn, thì sẽ tạo được số hạt trên giá, số giá anh bông nhiều hơn, thì sau này góp phần sẽ tăng năng suất anh hơn. Hy vọng rằng sản phẩm Chavin Forcan sẽ quản lý tốt cái đậu ôn và sâu cuốn lá, với cái Lacti sẽ giúp cho anh có đồng to. Xin chào anh Lập ạ. Cảm ơn Thạc sĩ Bằng. Tiếp theo trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Thanh ở Dòng Riền, số điện thoại 0973145097. Vụ ba mà rơm rạ không đốt được, chôn vùi dưới đất, cây lúa chậm phát triển, đẻ nhánh kém, vậy nên dùng thuốc hay phân gì cho lúa đẻ nhánh khỏe? Câu hỏi của anh Thanh, mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Bây giờ cái chuyện trước tiên là em Thanh phải giải quyết cái ngộ độc hữu cơ trước. Bởi vì cái rễ lúa mà nó đen đó thì em biết rằng nó thở không có được. Nhưng mà nó thở không được thì nó không có năng lượng để nó lấy được cái dinh dưỡng. Mặc dù cái đen đó em vuốt ở bên trong cái rễ nó vẫn còn trắng. Nhưng mà đen như vậy thì cái lúa không thở được thì nó sẽ dẫn tới cái chỗ là nó không có cái năng lượng để mà nó lấy được cái dinh dưỡng. Nên bây giờ như vậy là em phải rút nước. Em phải rút nước, mà nếu mà rút ra mà em để cho nó răng nhẹ cái mặt lại càng tốt nữa. Bởi vì một số cái độc chất hữu cơ ở trong đó nó ở thể khí mà, nhất là cái khí độc mà H2S đó, nó rất, cái mùi hôi của em ngửi được đó ở cái rễ lúa đen đó là H2S, nó ở thể khí. Nên nếu mà em rút nước ra mà rồi em để cho răng nhẹ như thế là em mới giải tán được cái ngộ độc hữu cơ. Rồi sau đó em phải đếm thử coi như vậy là trên một đơn vị diện tích có đủ số chồi chưa. Nếu mà trong một thước vuông mà cái cây lúa em được khoảng cỡ chừng là 500 cây mẹ rồi thì tôi nghĩ rằng em không cần phải lo cái vấn đề nhảy chồi nữa. Em chỉ cần giữ cái mật độ chồi như vậy và em bón phân vừa phải. Chứ nếu mà mật độ nó đã nhiều rồi mà em còn nung thêm phân nữa mà nó nở chồi nhiều quá,
nhưng mà nhiều tới chừng nữa nó cũng chết, để còn lại khoảng chừng 500 tới 600 bông. Nhưng mà sâu bệnh nó phát triển rất là dữ và nó tiêu hao dinh dưỡng nhiều. Còn nếu mà trong trường hợp mà lúa em thưa, đếm trong một thước vuông như tôi nói mới có chừng 200-300, thì lúc đó thì em nhớ nãy là làm sao kích hoạt cho nó tượng chồi. Nãy giờ mình giới thiệu cái anh Bằng có giới thiệu cái patty đó, rồi sau đó anh cho cái chồi nó phát triển lên là dùng cái đạm với cái lăng đó, nó cũng hơi cao hơn một chút. Nhưng mà bà con mình nhớ rằng là như thế này, cái cây lúa mà bị ngộ độc hữu cơ đó nó ăn phân rất là kém, nên á bà con thấy ăn phân là bởi vì trong đó cái con vi sinh vật nó lại can thiệp, nó ăn cái chất đạm nữa, nên á bà con phải bù trừ bằng cách là bà con bón đạm nhiều lên để cho con vi sinh vật nó ăn một phần thì cây lúa mình mới còn lại đạm để mà ăn. Nhưng mà con vi sinh vật này sau đó nó chết đi á, nó cung cấp đạm trở lại cho cây lúa, thì lúc đó bà con lại vẫn giữ cái lượng đạm y như cũ thì dẫn tới là lại thừa đạm. Đây là cái nguyên nhân tại sao trong cái vụ mà hè thu hay là thu đông á, bà con mình cây lúa bị ngộ độc hữu cơ sau đó dễ bị bệnh, thì có cái phần gọi là bà con biết rằng con vi sinh vật mà phân hủy rơm rạ sau khi nó chết nó cũng trả lại cái đạm, thì cộng với cái lượng đạm bà con lại bón bình thường nữa là nó trở nên dư thừa là cái chắc, thì nó dẫn tới cái chỗ là bệnh nhiều. Thành ra anh em Thanh lưu ý cái chỗ đó. Dạ. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Và anh Thanh ở dòng riền cũng có hỏi thêm là Plasti phun tăng liều với lúa đẻ nhánh kém thì có được hay không? Và mưa nhiều có giảm hiệu lực thuốc không? Mời thạc sĩ Bằng. Dạ, xin chào anh Thanh. Tôi nãy có lưu ý là dù có mưa nhiều hay là đã sau khi phun 1-2 giờ mưa thì cũng không nên phun lại và cũng không nên tăng liều. Tại cái liều đó chúng tôi đã nghiên cứu rồi là đủ để cho cây lúa chúng ta mang lại hiệu quả cao nhất. Thứ hai nữa là dù có mưa thì có giảm hiệu lực hay không thì tôi xin thưa anh là có. Ở góc độ này tôi phân tích với anh. Ví dụ như bây giờ anh đã phun cái lá ti thông thường, ví dụ đông xuân, sau 2-3 ngày thời tiết bình thường ấm áp, rồi cây lúa phát triển đẻ nhánh tốt. Cái vụ hè thu khi anh phun rồi, 2-3 ngày mưa liên tục thì lúc đó thì cây lúa nó không nhận được ánh sáng, không hô hấp, không ăn hộp, thì lúc đó nó không có phát triển dễ chồi, thì lúc đó mình bị ảnh hưởng bởi thời tiết, có thể là cái sự đẻ nhánh nó diễn ra chậm. Rồi tuy nhiên nếu như 2-3 ngày đó có nắng lại thì cây lúa anh nó sẽ bắt đầu đẻ nhánh tốt hơn so với nếu anh không sử dụng. Tại nếu anh sử dụng lúc đó thì cây lúa anh nó đã có sức khỏe, có tăng cường, đang nằm đợi điều kiện thuận lợi để phát triển. Còn nếu không có thì cây lúa anh phải tốt một thời gian phục hồi sức khỏe lại sau 2-3 ngày mưa liên tục. Chính vì vậy mà anh sử dụng Lotte sẽ mang lại cho cây lúa anh đẻ nhánh tốt trong mùa mưa này, trong điều kiện mà nắng nóng diễn ra sau 2-3 ngày mưa gì đó. Ngoài ra thì anh cũng không nên tăng liều. Xin chào anh. Cảm ơn thạc sĩ Bằng. Trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Tuấn ở Đồng Tháp, số điện thoại 0907203744. Anh hỏi là các nhà khoa học luôn khuyến cáo nên phun xịt sâu cuốn lá lúc sâu tuổi 1, tuổi 2. Anh hỏi cách nhận biết tuổi của sâu. Nếu phun lúc 25 ngày thì có xảy ra hiện tượng bộc phát rầy nâu ở giai đoạn sau hay không? Mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai tư vấn cho anh Tuấn ạ. Dạ, thưa anh Tuấn và quý khán giả xem đài. Cái tuổi thì cũng khó tính nhanh đối với sâu. Người ta thì mình tính tuổi đời nó dễ, tức là hết năm tính tuổi. Nhưng mà sâu thì không tính vậy. Tức là khi mà cái con sâu nó vừa nở ra thì gọi là tuổi 1. Rồi nó lột xác, tức là nó lột cái vỏ. Tức là cái vỏ là cái thang, cái da đấy, và đồng thời nó lột cái vỏ đầu nữa, thì nó qua cái tuổi thứ hai. Có nghĩa là lột lần đầu tiên thì gọi là cái tuổi 2. Và cứ mỗi lần lột xác như vậy thì ta cộng thêm một tuổi nữa, thì cái đó gọi là cái tính tuổi. Thì sâu cuốn lá nó có 5 tuổi là cái cách mà nhận dạng. Thế thì thế này, là khi mà trứng nó vừa nở ra thì lúc đó là tuổi 1. Như vậy thì con sâu còn nhỏ, màu trắng nhạt, và cái vỏ đầu nó còn non lắm, chưa có màu. Mà con nhìn cái dòng đời đó, mình thấy được cái hình ảnh cái con búp sâu cuốn lá là cái đi theo cái dòng tròn đó, là tới cái sâu tuổi 1, tuổi 2, là tới phần cuối cùng là cái ở phần cuối là nhộng đấy, nó trở lại thành trùng. Đó là cái dòng đời cái con sâu. Thì nếu mình chia ra thì cái giai đoạn ốc trùng nó còn 5 tuổi nữa đấy. Vậy thì tuổi 1 là nó rất là khó nhận, bây giờ nó nhỏ quá, nó khoảng chừng dưới 1mm thôi, nó trắng nó nhạt. Nhưng mà cái đầu thì cũng không có màu nữa, nhưng rất là khó nhận. Thì lúc này nó cặp cái biểu bì, lúc này khoảng tuổi 1 đấy, mà con thấy cái hình là chính xác. Rồi sang tuổi 2 tức là nó lột một lần nữa, thì lúc bây giờ nó cạp cái biểu bì nó nhiều hơn, cái vết gọi là cái mất màu đó, cái dịp lục tố nó sẽ ăn nhiều rộng ra. Thì lúc bây giờ nó đủ năng lực, đủ khả năng, bắt đầu nó cuốn cái mép lá lại hơi lại. Có nghĩa là mình xịt sâu cuốn lá giai đoạn là tuổi 1 hoặc tuổi 2, có nghĩa là lúc mà nó vừa cuốn mép hoặc là nó chưa cuốn được, thì lúc đó là hiệu quả cao nhất. Còn cái cách mà phân biệt thứ hai đó là bà con nhìn vào cái hiện tượng ở trên ruộng. Nếu mình thấy
trên ruộng mình có cái con bướm mà bắt đầu nó chết lác đác la ra có xác bướm á, thì có nghĩa là con bướm đã đẻ rồi, thì khoảng 2-3 ngày sau thì bắt đầu có thể mình xịt thuốc cũng được, tức là bắt đầu nó đi vào tuổi 1 hoặc tuổi 2. Đó là cách mà chúng ta phân biệt cái tuổi dựa trên những cái biểu hiện bên ngoài, chứ còn bà con mình đâu có kính lúp kính vi làm xem, cho nên là mình phải nhìn cái biểu hiện vừa là hiện tượng cái lá vừa là cái hình dạng con sâu thì mình có thể mình biết được. Nói chung là khi thấy xác bướm chết thì khoảng chừng 3-5 ngày sau có thể xịt thuốc, còn mình thấy cái mép lá chưa cuốn xịt thuốc đó cũng vẫn được. Đấy là cái cách mình phòng trị cái con sâu cuốn lá. Bây giờ anh hỏi trường hợp là lúa 25 ngày rồi bây giờ bị sâu cuốn lá đó, mình xịt thuốc thì vậy sao, rồi nó có hay không? Cái này nó cũng tùy theo cái môi trường ha, tức là điều kiện sinh thái. Nếu anh xịt những cái loại thuốc độ độc cao là một. Thứ hai là cái thuốc gọi là thuốc phổ rộng, tức là khi mình phun lên nó vừa trị sâu cuốn lá rồi nó diệt luôn mấy con khác, tức là mấy con thiên địch nó cũng chết theo. Như vậy thì cái đợt sau đó, cái lứa sau coi chừng cái nguy cơ là gì? Rầy nâu bùng phát. Bởi vì khi mà thiên địch nó chết hết rồi, rầy nâu nó phát triển thì không có cái con nào nó kìm lại, tức là con mà khống chế rầy nâu trong tự nhiên chết theo. Như vậy thì con rầy nâu nó tự động nó sinh sản, nó phát triển rất là thư thả, không có bị ai quấy rầy hết. Như vậy thì nó càng lúc nó càng nhiều, thì cái nguy cơ về sau thì nó sẽ có. Thì thông thường kinh nghiệm nhiều năm rồi mà con đúc kết rất là chính xác. Nếu giai đoạn đầu sau cuốn lá mình xịt thuốc càng lúc càng nhiều, nồng độ càng cao và nhiều loại thuốc, thì coi chừng đoạn sau, tức là khoảng một tháng sau là nó sẽ bùng phát rầy nâu. Đó là cái nguyên lý. Còn cái mùa này thì tôi nghĩ chắc cũng không có cái vấn đề nguy cơ, bởi vì hiện nay rầy nâu ít lắm, không sao, anh yên tâm. Cảm ơn những thông tin vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Thưa bà con và các bạn, do số lượng câu hỏi gọi về rất là nhiều, nên để có thể trả lời thật nhiều câu hỏi cho bà con nông dân thì chúng tôi sẽ dành thời gian còn lại của chương trình cho chuyên mục giải đáp nhanh. Phần này các nhà khoa học sẽ trả lời ngắn gọn nội dung câu hỏi mà bà con gọi về. Anh Hải ở Đồng Tháp, số điện thoại 0975151942. Anh hỏi là trong 1 mét vuông bao nhiêu chồi lúa gọi là hữu hiệu? Lúa 7347 giai đoạn mạ bị đậu ôn vi khuẩn nặng, cách trị như thế nào? Mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ ạ. Bây giờ lúa mà giai đoạn mạ bị đậu ôn vi khuẩn nặng thì chắc là phải dùng thuốc thôi. Cái này thì lát nữa chắc anh Bằng cho thêm ý kiến về cái này. Còn trong 1 mét vuông đó thì em biết là mình phải dự phòng là hao hết 20%. Ví dụ như mình cần 500 bông, tức là 500 chồi hữu hiệu, thì anh nhân cho 1,2, tức là khoảng cỡ chừng là 600 cho tới 700 chồi là vừa. Thì lúc đó em sẽ có được 500 chồi hữu hiệu để có 500 bông. Dạ. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Mời thạc sĩ Bằng có thể tư vấn thuốc. Thì nếu mà lúa anh đã bị đậu ôn vi khuẩn nặng thì cách tốt nhất anh đó là cái kỹ thuật canh tác ban đầu là anh rút nước ra, đưa nước vào. Nếu được thì anh giả dòi, còn nếu không thì anh có thể sử dụng phối trộn sản phẩm, thứ nhất là cái Travin, thứ hai cộng là cái Basu, để vừa trị vi khuẩn và vừa trị đậu ôn. Bên cạnh đó anh có thể phối trộn thêm cái Lacti giúp cho cái lúa mau phục hồi, thì cũng hy vọng là ba sản phẩm này giúp cho lúa phục hồi được tốt. Dạ, thưa thạc sĩ Bằng, anh Bằng ở Kiên Lương, số điện thoại 0169999445. Anh hỏi là Lacti Chubeca xịt lúc lúa trổ đều, giờ lúa giai đoạn không trái me thì có xịt lại hay không? Dạ, xin thưa anh Bằng, không cần, lúa không trái me thì lúc này dịch hại phát triển nó cũng không có, không gây hại nặng. Nếu mà anh có phun thì anh phun sản phẩm là Lacasuto trong giai đoạn này giúp cho cái chuyện vào gạo được nhanh hơn. Xin chào anh Bằng. Cảm ơn thạc sĩ Bằng. Trả lời câu hỏi cho anh Lê Văn Công ở Tri Tôn, An Giang. Hiện nay trời mưa gió liên tục. Mưa gió có phải là điều kiện tốt cho các loại vi khuẩn như là cháy bìa lá, đốm dằn gây hại hay không? Mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Dạ, thưa anh Công và quý khán giả xem đài, thì hai cái yếu tố này chính xác. Bởi vì vi khuẩn là nó cần cái điều kiện là gì, phải mưa nhiều, ẩm độ cao. Đặc biệt là nếu mà lá bị sơ sát do cái gió nhiều thì nó sẽ bệnh càng nặng. Đốm dằn cũng vậy, nếu mà ẩm độ càng cao, trời càng nóng thì thiệt hại nó càng lớn. Nói chung là trong vụ này thì cái yếu tố gọi là mưa là cái yếu tố tạo ẩm độ, và gió là cơ học, thì hai yếu tố này nó giúp cho hai cái bệnh này phát triển rất dữ. Dạ, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Thật ở Chợ Mới, An Giang. Bộ lá đồng có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của cây lúa. Như vậy thì lúc nào cần phải quan tâm bảo vệ bộ lá đồng? Giai đoạn đẻ nhánh cần quan tâm chưa hay là đến giai đoạn đồng? Mời Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Em thật biết là lúc giai đoạn đẻ nhánh thì chưa đâu. Cái lá đồng nó cũng chưa có tượng ra.
Mà nó bắt đầu là khi mà cái bông lúa mà có tiêm đèn chỉ một ly như thế này là em bắt đầu là em phải bảo vệ bất kỳ một cái lá nào nở ra, đó là những cái lá để mà tạo ra tinh bột và là đường để mà đem vô hạt sau này thì phải bắt đầu bảo vệ. Dạ. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Trả lời câu hỏi cho chị Nguyễn Thị C ở Hòn Đất, số điện thoại 0979688311. Chị hỏi là chị đã xịt Lakasoto, thấy còn xa ngày cắt 7 ngày nữa, xịt thêm Lakasoto được hay không và có cần cộng thêm thuốc khác không? Mời thạc sĩ Bằng. Dạ, xin chào chị C. Chị chắc còn 7 ngày nữa cắt thì tôi khuyên chị nên không nên phun Lakasoto hoặc bất kỳ loại thuốc nào để đảm bảo hai yếu tố. Thứ nhất là cái thời gian cách ly thuốc hoạt vật. Cái thứ hai nữa là cái Lakasoto nếu mình đã phun một lần thì nó làm đủ khả năng để giúp cho cái lúa mình có năng suất và giàu gạo nhanh. Cảm ơn thạc sĩ Bằng. Tiếp theo trả lời câu hỏi cho anh Lê Văn Trung ở Tiền Giang, số điện thoại 0943083827. Vì sao bệnh đậu ôn lá thấy vết bệnh thì mới phun thuốc, còn đậu ôn cổ bông thì phải phun ngừa? Ý thứ hai, lúa hai vụ thì thiên địch nhiều, lúa ba vụ thiên địch ít, vậy phải làm sao để làm thiên địch tăng cao? Mời phó giáo sư tiến sĩ Trần Giang Hai có thể tư vấn cho anh Trung. Dạ thưa anh Trung. Bệnh đậu ôn á, thì mình dễ phát hiện, tức là gì, khi mình thấy á, là nó mới có chốm thôi, chấm kim, thì đó là cái biểu hiện là mới vừa chốm xuất hiện, thì lúc này mình can thiệp liền thì rất chính xác. Còn cái bệnh gọi là đậu ôn cổ bông thì đậu cổ bông nó đánh vào ở cái cổ của cái bông hoặc là cái cổ của cái nhánh vé, thì khi mình thấy á, có nghĩa là nó đã bị gãy cổ rồi, có nghĩa là bắt đầu năng suất ảnh hưởng rồi, thì lúc này nếu mình lấy thuốc mình xịt vô là nó trễ quá, do đó thì mình phải làm sớm hơn, cho nên là mình phải ngừa là mà chính xác, tức là vừa dứt chỗ là mình có thể mình phun ngay. Đấy. Cái ý thứ hai anh họ bây giờ là làm sao bảo vệ thiên địch cho mấy cái lúa ở vừa hai vụ ba vụ, thì cái mà tốt nhất á là mình phải bảo quản thiên địch, tức là mình giữ gìn nó, mình đừng có giết nó. Thì cái chuyện đầu tiên là khi sử dụng nếu mà thuốc hóa học thì chọn cái loại thuốc gọi là ít độc, độ độc thấp. Thì thường thường là cái màu á, thì mình chọn những cái màu như là màu xanh hoặc là màu vàng, còn màu đỏ là nhóm độc 1, rất độc, cực độc. Và thuốc là phải là thuốc phổ hẹp, tức là chuyên tính. Còn phổ rộng thì nó giết càng nhiều, vậy thì cái thiên địch nó là càng chết. Còn thêm một ý nữa là hiện nay thì nếu mình được cái hỗ trợ hoặc là mình có những cái chương trình mà dự án đó, thì bạn có thể trồng thêm được, anh có thể trồng thêm được những cái hoa mà có nhiều màu sắc đó, chung quanh bờ ruộng. Thì đây chính là những cái cây mà nó tạo cái nguồn để cho thiên địch ở và cái thức ăn cho thịt nó ăn. Vậy thì mình sẽ giữ và mình bảo vệ thiên địch cho những cái vụ lúa tiếp theo. Cảm ơn thông tin chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Tiếp theo trả lời câu hỏi cho khán giả Lê Hồng Sinh ở Hòn Đất, Kiên Giang. Nhà khoa học nói là lúa bị đậu ôn cần phải giữ nước, nhưng nếu giữ nước có làm cho cây lúa đổ ngã về sau hay không? Mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Em xin nói rất đúng, cái bẻ lá có cái vai trò rất là quan trọng để mà giữ cho cây lúa đứng vững mà. Nên mà nếu mà giữ nước mà cao quá thì nó sẽ làm cho cái bẻ này nó yếu. Mà em sợ rút nước thì lại là bị cái bệnh đậu ôn. Mà ở đây thì ta gọi là rút cạn thôi chứ không phải là để cho đất khô. Thì rút cạn thì nó sẽ đảm bảo được cả hai, tức là cái bẻ lá này nó tiếp nhận được cái nắng mặt trời, ánh sáng mặt trời nên nó đứng vững. Nhưng mà không có đất không bị khô thì cũng đâu có ngại gì vấn đề là trạch với cái việc mà quản lý bệnh đậu ôn. Mình đã rút cạn nước chứ không phải là gọi là để khô. Yeah. Cảm ơn thông tin chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Thưa bà con và các bạn, qua 60 phút thực hiện chương trình thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý bà con trong và ngoài tỉnh gọi về để giao lưu với chương trình. Và ban tổ chức đã bình chọn ra được 3 câu hỏi có nội dung giao lưu hay nhất. Xin chúc mừng anh Nguyễn Hữu Phùng ở An Phú, An Giang, anh Lê Văn Hiếu ở Dòng Riền, Kiên Giang và anh Trương Văn Úc ở Dị Thủy, Hậu Giang. Đó là những câu hỏi hay qua ảnh. Và câu hỏi hay qua điện thoại, xin chúc mừng anh Võ Hoài Phong ở Đồng Tháp, số điện thoại 0169 558 0589. Anh Quỳnh Ngọc Thanh ở Tiền Giang, số điện thoại 0944380270. Và anh Lập ở An Biên, Kiên Giang, số điện thoại 0123274-6037. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng những nông dân có câu hỏi giao lưu hay nhất. Về quà tặng thì công ty Tân Thành sẽ chuyển cho bà con qua đường bưu điện trong thời gian là 7 ngày. Và trong thời gian thực hiện chương trình, những câu hỏi mà chúng tôi chưa thể trả lời được thì công ty Tân Thành sẽ trả lời cho bà con trong thời gian 48 giờ. Ngoài ra, những khó khăn trong canh tác cần phải xử lý ngay thì bà con có thể gọi điện thoại đến số điện thoại tư vấn kỹ thuật của công ty Tân Thành, đó là số 07103652886 để được tư vấn kịp thời. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại 07103652886.
Thưa bà con và các bạn, qua thời gian thực hiện chương trình thì chúng tôi hy vọng rằng các nhà khoa học phần nào giúp cho bà con có thêm những thông tin để có thể chăm sóc cây lúa khỏe, phát triển tốt, đẻ nhiều nhánh khỏe và có nhiều chồi hữu hiệu, giúp cho vụ lúa thu đông của bà con đạt năng suất cao. Chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học kỳ thứ 34 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Kiên Giang đến đây là hết. Hẹn gặp lại bà con trong chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học kỳ thứ 35 phát sóng vào lúc 19 giờ thứ Năm ngày 21 tháng 8 với chủ đề Sức Mạnh Sinh Học Quản Lý Bệnh Cháy Bìa Lá Trong Mùa Mưa. Thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn các nhà khoa học đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bà con nông dân đã quan tâm theo dõi cũng như gọi điện thoại đến để giao lưu với chương trình. Bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.